Chào quý vị và các bạn đang đến với tin thể thao. Lịch thi đấu bóng đá của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018. AFF Cup 2018 tổ chức ở đâu và vào tháng mấy? Mình muốn chia sẻ tin thể thao sẽ diễn ra tổ chức tại lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam AFF Cup mới nhất. AFF Cup là một cái giải đấu bóng đá Đông Nam Á, hay còn có tên là gọi là AFF Cup Championship hoặc ASEAN Football Championship. Đây là một giải đấu bóng đá giữa các đội tuyển khu vực Đông Nam Á do Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á. AFF Cup 2018 là mùa giải lần thứ 12 của giải du lịch bóng đá khu vực Đông Nam Á, cùng là lần thứ 6 của giải đấu tổ chức với tên gọi AFF Suzuki Cup. AFF Cup 2018 được tổ chức tại đất nước Indonesia. Giải đấu diễn ra theo đó trong vòng đấu 4 trận, trong đó có 2 trận ở sân nhà, 2 trận ở sân khách. AFF Cup xếp thứ nhất, đội xếp thứ nhất nhì tại mỗi bảng sẽ giành vào bán kết. Còn đội tuyển Việt Nam sẽ đá trên sân khách của đội tuyển Myanmar và Lào, trong khi tiếp Myanmar và Campuchia ở sân Mỹ Đình. Vòng bán kết sẽ thi đấu thể thức hai lượt đi giờ về trên sân khách, sân nhà. Thi đấu diễn ra ngày 8 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 2018. Giới thiệu tham gia có 10 đội của đội bóng đá Nam Á, chia thành hai bảng A và B. Giải đấu AFF Cup 2018 sẽ nhận giải thưởng 200.000 USD. Đội giành chiến thắng Á quân sẽ được là 75.000 USD. Trong khi đó hai đội hạng 3 mỗi đội nhận được 50.000 USD. Giải AFF Cup 2018 được hai bảng, bảng A và bảng B. Bảng A là Việt Nam, Myanmar, Campuchia và Malaysia. Bảng B Thái Lan, Indo, Philippines, Singapore, Đông Timor. Video đến đây đã hết. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn quý vị và các bạn video tiếp theo.